City xin phục vụ các bạn một bài hát tiếng em nơi phi trường, tiếng em nơi phi trường. Ở chợ Chợ Minh Tâm, quốc lộ 51. Ở đây mới
xây cảnh rất là đẹp, sạch sẽ, gần chậm ngay trạm thu phí, còn khoảng một tiếng nữa chúng ta đến Vũng Tàu. Các bạn có đi du lịch ra chơi thì gọi cho chúng tôi nhé. Ở đây rất rộng rãi, các bạn thấy không? Tâm quán cảnh rộng rãi thoáng mát. Chúng ta đang ở số 1 Hoàng Hoa Thám, quán Cô Ba Vũng Tàu. Quán này quán ăn trưa và đủ thứ bánh khọt. Đường này đường Hoàng Hoa Thám. Bữa nay là thứ 5, khách du lịch cũng không có đông lắm. Vậy chúng ta đi vô tham quan. Chưa có bán nhãn với rất là ngon. Phun bánh khọt. Đó, chiên dầu lên vậy rồi bỏ đậu bánh khọt vô, bỏ thịt vô. Trong này rất là rộng. Bánh khọt thơm, thơm thịt. Chiếc bị dịch rồi đó.
thêm nhé. Chào các bạn, chúng ta đang ở Hồ Kỳ ở Vũng Tàu. Phía trước là bến tàu cánh ngầm các bạn. Phía sau là Hòn Hải Đăng. Phía trước trên núi đây là Cáp Treo. Ở đây có quán cà phê rất là đẹp. Gió rất là mát. Các bạn hãy đi Vũng Tàu các bạn nhớ chuyến du lịch trên dây nhé. Đây xuống biển nè. Đây là một cái nhà lá rất là đẹp. Chào các bạn, mình đang ở địa đạo Củ Chi. Đây, các bạn có thấy đây là chủ khu vực chính của địa đạo Củ Chi. Chỗ đậu xe thì thẳng như là địa đạo. Phía trước mình là chiếc xe băng. Bên kia là máy bay. Địa đạo Củ Chi, phía trước mình là những khẩu pháo và những chiếc máy bay. Củ Chi bây giờ gọi nó đẹp hơn xưa chút xíu. Chúng ta đi tham quan chút xíu. Đây là địa đạo không?
qua chỗ khác nha. Và chúng ta đang đi đâu chị? Một tiếng chim ngân, một làn gió thổi lên, một sớm mai xuân chỉ còn ra chiên, cây trời xanh sao xuyên. Ở trên đầu ta vẫn hái hoa tặng nhau. Điều gì rất là lớn. Ôi, trái tim Việt Nam. Xe điện mới hết. Mặt trời chưa từng vượt, chưa tới khi hai người cháy rực từ sáng ngàn năm. Ngàn năm. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Dù đàn bom vẫn giờ rất cao, ở trên đầu ta vẫn cần hai hoa tặng nhau. Cô du kích chạy xe điện kìa. Đây là những loại vũ khí. Chui vô hầm thì ra đền Bến Dược. Người chiến sĩ giải phóng kiên cường, đêm hoa đăng những mối cười là bó hoa đời tôi thắm tuyệt vời. Tổ quốc muôn đời. Chúng ta là đi vô đền Bến Dược. Giang sơn Việt Nam. Ồ, khách đi ra rồi.